Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất chân thành lại được gặp cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Em đang đứng ngay con đường Phan Đình Phùng và hiện tại bây giờ trời đang đổ một cơn mưa, lất phất mưa bay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2022. Bây giờ là 16 giờ chiều. Thời tiết ở ngoài mưa khoảng một tiếng đổ lại rồi cô bác anh chị và các bạn. Và bây giờ sắp đến thời điểm mà phụ huynh đón con em học sinh tan trường. Phía trước màn hình cô bác anh chị và các bạn đó là con dốc Mimosa, một cái nhà màu vàng đó, bên cạnh có một con dốc. Con dốc đi lên thông với đường Nguyễn Văn Trỗi và từ Phan Đình Phùng mà đi lên đường Nguyễn Văn Trỗi. Buổi chiều hôm nay em xin kính mời cô bác anh chị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đi ôn lại một số kỷ niệm tại con đường Phan Đình Phùng và đặc biệt là con dốc Mimosa này. Thời tiết mưa, cứ mưa như vậy đường phố nó cũng buồn cô bác anh chị và các bạn. Mưa khoảng một tiếng đồng hồ rồi. Ở đây là một quán cà phê kế bên con dốc Mimosa. Mưa lạnh ở ngoài trời nhiệt độ em đo được là 19 độ C, độ đạt được là 66,2 độ F. Bên này thì có một dãy nhà cao 3 tầng nằm san sát nhau khá là cũ. Và bên ngoài thì người ta không có sơn sửa gì hết cô bác anh chị. Không biết cô bác anh chị và các bạn có nhận ra được căn nhà cũ này hay không. Bây giờ em sẽ đi vào con hẻm 233 này. Trước thì bà con mình bán tạp hóa, còn bên hông căn nhà có một con hẻm, nó sẽ đưa chúng ta đi thông với một số căn nhà ở phía sau con đường Phan Đình Phùng. Phía sau con suối Cam Ly, con suối ngày nay là con suối Tô Ngọc Vân cô bác anh chị. Năm xưa thì bà con mình làm vườn men theo con suối Cam Ly phía sau con đường Phan Đình Phùng. Ở đây có một căn nhà khá là cũ rồi, rêu phong bám, có lẽ lâu lắm rồi cũng không có người về. Cô bác anh chị và các bạn có thể thấy là nhà cửa ngày nay bà con mình xây san sát nhau ngay phần sau của con đường Phan Đình Phùng. Có một con hẻm nhỏ như thế này mà nhà cửa người ta xây san sát. Mưa cũng buồn. Cô bác anh chị và các bạn có thể thấy là ở khu này bà con mình đi làm cả ngày đóng cửa này. Có một cây anten xương cá lâu lắm rồi để dùng cho những chiếc tivi mà đời cũ đó cô bác anh chị và các bạn. Mưa rả rích nghe tiếng lột bột. Ở bên một số cái máy tôn cũ đã rỉ sét rồi. Thời tiết ở Đà Lạt thường chia làm hai mùa rõ rệt, đó là mùa mưa từ tháng 7 cho đến cuối tháng 10 và đầu tháng 11 thì bắt đầu ở Đà Lạt hết mưa đến mùa khô. Khi mà đến mùa khô thì sẽ có những bông hoa giả quỳ, Đà Lạt lúc đó sẽ sang đông. Thường ban ngày nếu mà mưa như thế này, nhiệt độ Đà Lạt dao động từ 18 cho đến 20-21 độ C. Và buổi tối thì chỉ có 18 độ C thôi cô bác anh chị và các bạn. Ngoài đường bây giờ chỉ có người dân địa phương, cũng không có du khách du lịch. Ở Đà Lạt mùa này thì vào mùa vắng rồi. Ở đây bức tường bằng vàng, bên cạnh đó là một quán cà phê Mimosa.
được sơn màu vàng rất là nổi bật. Ngày nay người ta sơn lại thôi cô bác anh chị, nhưng mà căn biệt thự thì vẫn còn như xưa. Và ở phía sau thì có massage nữa. Con hẻm này cô bác anh chị và các bạn có thể thấy là ngày nay người ta đã trải nhựa bê tông đi rất là ngon lành cô bác anh chị ha. Trước đó thì nó chỉ là một con dốc mà trời mưa xuống như thế này nè thì nó rất là trơn và sình lầy luôn. Có một số em học sinh đi học thì cũng hay đi trên con đường này để mà đến trường. Chắc chắn là có rất là nhiều kỷ niệm đối với cô bác anh chị và các bạn đã từng đi trên con đường này, thậm chí là đi liên tục, đi hàng ngày, ngày nào cũng đi. Có nhiều cô bác anh chị và các bạn khi mà đã rời xa quê hương thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều kỷ niệm tại đây. Cô bác anh chị và các bạn khi mà đi bộ lên dốc thì chúng ta thấy nhà cửa rất là nhiều. Năm xưa thì khi mà quan sát từ trên đỉnh dốc thì có thể thấy nhà thờ Domen và khu vực số 4, thậm chí cả phi trường Cam Ly nữa. Nói đến người nổi tiếng nhất ở dốc Mimosa vào đầu khoảng thập niên 60 cho đến 75, đó là cụ Án Vọng. Cụ thì có nếp sống theo kiểu như là Tây Phương đó. Trước đó con dốc Mimosa cũng có tên là hẻm Hoàng Yến. Và phía trước màn hình quý vị và các bạn, đây là con đường Hàm Nghi trước 75. Con đường này một mặt thì nó sẽ thông đến khu vực khu Hòa Bình, còn một mặt thì chúng ta sẽ về với dốc ngã Ba Chùa, rồi dốc Bồ Đề đó, nơi mà có ngôi chùa, đó là chùa Đinh Sơn. Trời mưa mưa như thế này thì chỉ có là vào những quán cà phê, rồi mở những bài nhạc của các ca sĩ lên nghe, hoặc là chúng ta thưởng thức một tách trà nóng thì rất là tuyệt vời luôn. Khi xưa thì trên con đường Hàm Nghi thì có quán phở Bằng này, rồi phở Đắc Tính, nhà hàng Mê Công thì nằm ngay khu vực khu Hòa Bình. Còn đây là nhà thờ Tin Lành. Đối với nhà thờ Tin Lành thì những ai mà theo đạo Tin Lành á, vào một năm thì có một ngày đó là lễ bội linh cho tất cả phụ nữ theo đạo Tin Lành. Và có rất là nhiều người đồng bào từ các huyện, các xã Hơ Mông, Chiêu, có cả người Kinh nữa. Em sẽ đi bộ lên con hẻm này để mà đến với dinh tỉnh trưởng nha. Có một bác đang bán bánh bột lọc, một trong những món của Huế đó. Bây giờ thì cũng chưa có về đến nhà. Con hẻm này tương đối là vắng cô bác anh chị. Xung quanh con hẻm này chỉ có những người địa phương. Khách du lịch ở đây thì tương đối là ít, và khách sạn thì cũng lác đác một vài căn ở đây thôi. Địa hình ở đây nó cũng đồi dốc quá, thành thử ra là chúng ta đi xe máy ở đây thì hết sức phải lưu ý về những con đường, những đoạn dốc nó có thể là rất là trơn.
đây có một chùm bong bóng này của một bà con người dân mình để mà tối đem ra khu vực chợ đêm để mà bán đó. Bây giờ mưa ban ngày thì ở nhà ngủ, còn ban đêm thì đi bán mưu sinh kiếm sống. Địa thế ở đây nó cũng có độ dốc cao á. Vừa nãy thì em đưa cô bác anh chị và các bạn đi lên hai bậc cầu thang cấp rồi. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ đi lên một cái con dốc nữa, sau đó sẽ đến dinh tỉnh trưởng nha. Không biết cô bác anh chị và các bạn có cái kỷ niệm nào ở đây hay không. Dinh tỉnh trưởng thì nằm trên một ngọn đồi có tầm nhìn rất là thoáng và rộng, bao quát toàn bộ khu vực cảnh quan của thành phố luôn. Và đối với ngày nay thì đây là một địa điểm mà vẫn còn giữ được mảng xanh đô thị rất là hiếm hoi giữa lòng thành phố Đà Lạt. Rồi, em đã đi lên đường nhựa rồi. Phía dưới con đường, phía dưới con dốc, phía trước màn hình cô chú anh chị và các bạn, đó là con đường Võ Thị Sáu ha. Nó sẽ thông ra với đường Võ Tánh ngay dốc Bồ Đề luôn. Ở phía dưới này có khu vực trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi của tỉnh Lâm Đồng này. Còn hướng này thì nó sẽ ra con đường Cộng Hòa, con đường Lý Tự Trọng và thông đến đường Phan Bộ Châu, Bộ Hồ Xuân Hương. Chúng ta cũng đi con đường này. Đà Lạt vốn dĩ là đô thị duy nhất tại Việt Nam được thiết kế và thi công trên một vùng đất trống hoàn toàn luôn. Đô thị giữa lòng cao nguyên do những kiến trúc sư nổi tiếng như là kiến trúc sư cụ Ngô Viết Thụ này thì cũng thiết kế ra khu vực chợ Đà Lạt. Trời mưa quá. Ở đây lúc nào nó cũng vắng và buồn vậy đó cô bác anh chị. Và ẩn mình bên trong những gốc cây cổ thụ đó là căn biệt thự. Căn biệt thự được người Pháp xây dựng từ khoảng thập niên 1910 với 2 lầu và 1 tầng trệt. Và trong thời gian đầu, đây chính là nơi làm việc của dinh tỉnh trưởng tỉnh Tuyên Đức. Con đường với hai bên hàng cây, bên trong có những cây cổ thụ rất là to, có tuổi đời khá là lâu. Trước đó đây là khu vực bảo tàng Lâm Đồng, nhưng sau đó
thì bảo tàng đã dời về con đường Hùng Vương thuộc phường 10 rồi. Thì đến năm 2019 thì người ta có 3 phương án quy hoạch đồi Dinh Tỉnh Trưởng cũng như là trung tâm khu vực Hòa Bình đó, đang vướng phải rất là nhiều phản đối của dư luận luôn. Cô bác anh chị và các bạn có thể thấy là những bậc cầu thang cũ kỹ ha, với sự hình thành hơn 100 năm nay rồi. Có thể nói đây là một trong những di sản kiến trúc khá là lâu tại Đà Lạt. Cái đây cũng giữ rất là nhiều giá trị lịch sử luôn á. Ngày nay thì em nghĩ là người ta nên trùng tu và bảo tồn khu vực này. Như vậy là trời đã bớt mưa rồi. Em cũng xin phép cô bác anh chị và các bạn tạm dừng video clip ngày hôm nay. Xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày thứ hai đầu tuần tràn ngập niềm vui và thật là nhiều năng lượng. Em xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi. Xin được hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.